Hạn hán nghiêm trọng nhất từ 90 năm qua tiếp tục tại cả vùng đồng bằng Cửu Long và các tỉnh Tây Nguyên đang làm cho hàng trăm ngàn người Việt Nam lâm vào cảnh thiếu ăn do giáp hạt, có nghĩa là không thể trồng cấy và thu hoạch được gì. Không thấy có một thống kê nào cho biết tình trạng hạn hán nghiêm trọng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã làm cho bao nhiêu người đối diện với cái đói, chỉ thấy có tin là dân vùng này phải đi khỏi khu vực để kiếm bất kỳ công an việc làm gì ở những khu công nghệ, đặc biệt là Sài Gòn, Bình Dương và Đồng Nai. Tin của báo Người Đô Thị cho biết là các tỉnh Tây Nguyên vẫn tiếp tục bị khô hạn khốc liệt. Thống kê của các cơ quan cho biết toàn khu vực hiện có 25.000 gia đình với 123.000 người bị thiếu nước sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt là 319.000 người đang lâm mộc cảnh thiếu ăn do giáp hạt và hạn hán. Lý do chính dẫn đến tình trạng thê thảm này vì hạn hán tiếp tục kéo dài. Nước trên các ao hồ, sông suối ở Tây Nguyên tiếp tục giảm dần. Đắk Lắk là tỉnh bị thiệt hại nhiều nhất do hạn hán. Theo tin của tờ Việt Nam Net, vì hạn hán kéo dài, hàng trăm con bò chết vì thiếu cả nước uống và cỏ để ăn, trong khi nắng nóng như thiêu như đốt ở khu vực huyện Y Súp, tỉnh Đắk Lắc. Theo một bản tin của tờ Thanh Niên, sông suối cạn kiệt, người dân phải đào giếng ngay trong lòng hồ, sâu cả hàng chục mét cũng không tìm thấy nước cho thấy sự nghiêm trọng của hạn hán đang đè nặng lên sự an nguy lương thực và nước uống của người dân. Theo các con số của ủy ban nói trên, khoảng 70% đất nông nghiệp ở khu vực Tây Nguyên khô nẻ vì hạn hán. Ở khu vực sơ đồng bằng sông Cửu Long, nước biển đã vào sâu trong nội địa đến 90 cây số ở một số khu vực. Hiện đã có 7 trong số 13 tỉnh ở vùng này tuyên bố thiên tai hạn hán. Ước tính chung thiệt hại đến cho đến giờ phút này vì hạn hán nếu tính thành Mỹ Kim thì đã lên tới khoảng 250 triệu đô la. Đinh Quang Thái chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong bản tin trưa ngày mai.